Grill. Marinate. Peel. Paris. Puree. Puree. Roast. Salad. Simmer. Spread. Sprinkle. Slice. Staple. Steam. Stew. Stir fry. Tenders. Versatile. Whisk. Whisk. Thank you. Okay. So let's move on to grammar today. Okay, can you see my screen? Guys, how many kinds of nouns are there? How many kinds of nouns? Bao nhiêu loại danh từ các bạn nhỉ? Mấy loại danh từ ạ? Hello, hello, các bạn khẳng định cho cô lại có mấy loại danh từ các bạn ơi? Bảo Phương. Em có hai. Hai loại là gì em? Danh từ đếm được. Countable nouns and uncountable nouns. That's right. Countable nouns and uncountable nouns. Danh từ không đếm được đúng không ạ? Vậy đếm được thì mình có thể cân đo đong đếm bằng các cái đơn vị, các số đếm 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Đó. Và đặc điểm mà trong danh từ đếm được thì mình lại chia làm mấy loại nhỉ? Có ai biết trong danh từ đếm được có mấy loại không ạ? Singular nouns and plural nouns. Danh từ số ít và danh từ số nhiều đúng không ạ? Tôi ôn lại cái phần hôm trước nhé. Và danh từ số nhiều. Danh từ số ít và danh từ số nhiều, plural nouns. Đó. Vậy thì mình biết được là số ít thì sẽ có cái con mạo từ gì là một các bạn nhỉ? Đứng trước danh từ ấy ạ. Hoặc là and có một danh từ số ít ở đây cho cô. Danh từ đến số nhiều thì thông thường các bạn sẽ thấy là sẽ có kết thúc là s đúng không? Ngoài ra thì có một số cái quy tắc cô đã cho các bạn trước rồi đó. Những cái trường hợp kết thúc như thế nào, giống như cái chia động từ thì các bạn khi nào thêm es là một này, trường hợp kết thúc bằng y dài thì sao, và những cái trường hợp kết thúc bằng f đúng không ạ, fi đó, thì các bạn sẽ chuyển sang dạng số nhiều như thế nào. Ôn lại kiến thức nhá. Vậy thì cái trong cái buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào danh từ không đếm được một chút, nhanh giúp cô danh từ không đếm được, cho cô một số ví dụ xem nào. Okay, give me some examples of uncountable nouns. Tiền. Water. Water. Money. Money. Anything else? Water, money. Time. Yes. Next. Water, money, time. Anything else? Tiền. Milk. Milk. Okay, anh, can you give more words, uncountable nouns? Sugar. Sorry, sugar. Next. Sugar. Rice. Juice. Okay, salt, pepper, powder, flour. Là bột mì chứ không phải là bông hoa các bạn. Flour, bột mì là rất là nhiều đúng không ạ? Thì đây là một số cái danh từ không đếm được. Chúng ta có bao giờ đếm là một nước, hai nước, ba nước, bốn nước không các bạn?
Có không ạ? Không. À, không, chúng ta không không mà dùng cái trường hợp như thế này. À, vậy thì đối với cái danh từ không đếm được như thế này, các bạn sẽ phải làm thế nào để đếm được bây giờ? Vậy để đếm được những cái danh từ không đếm được, làm thế nào để chuyển thành danh từ đếm được, đúng không ạ? Mình sẽ phải kết hợp với một cách định lượng từ, đó, quantifiers, đúng không ạ? Cái định lượng bao hàm á, ví dụ. Ok, vậy thì chúng ta chú ý chỗ này cho cô. Đó. Muốn sao ạ? Muốn cân đo đong đếm được các danh từ không đếm được thì mình sẽ phải dùng các định lượng từ nhá, các định lượng, các đơn vị bao hàm. Đó, mấy chỗ này. Đoạn này là ôn lại thôi. Danh từ không đếm được nhá. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái quantifier, sẽ các cái định lượng từ trị số lượng, đúng không ạ? Đó chính là các cái đơn vị để bao hàm đó. Ví dụ nước không đếm được, nhưng một cốc nước thì đếm được không các bạn? À, vậy thì một cốc là gì ạ? A glass of, đúng không ạ? Tiếp, còn gì nữa không các bạn? Một chén là gì nhỉ? Một chai là gì? A bottle. A bottle, à, phần này đi nhanh này. Tiếp, còn những cái đơn vị nào các bạn đã biết? A cốc. À, đây là cốc thủy tinh nhá. Cốc, chén nói chung, bottle, chai. Tiếp nào. Một bát là gì? Có ai biết cái từ bát là gì không ạ? Bowl. À, đúng rồi, a bowl, à, đồng ý. Bây giờ một ổ bánh mì các bạn dùng từ nào ạ? Một ổ bánh mì. A loaf, à, ok, một ổ cái gì, ổ bánh mì. Không biết là một ổ gì. Chưa ạ, tiếp. Một lát mỏng á. Đúng rồi, a slice of. Các bạn biết cái gì ta cứ đọc hết lên đây cho cô. A slice of. Một miếng mỏng, được chưa? Một lát mỏng. A slice of tomato. Một miếng mỏng. Ok. Thế còn một mảnh. Một mảnh nè. A piece of, chính xác. Đó. Một mảnh này. Chúng ta nhanh tay chép lại giúp cô. Một gói. Một gói là gì? A packet. A packet of cookies. Một gói bánh quy, đúng không ạ? Một gói. Một thanh một bánh các bạn ơi. Một thanh một bánh là gì? Ví dụ như là thanh sô cô la, bánh xà phòng á. A bar, à. Cái đơn vị này tiếp nè. Một lon. Ờ. A can. A can, à, chính xác, Bảo Phương đúng không ạ? Đó, một lon. Tiếp, một hộp thiếc nhá. Một hộp, và hộp này làm bằng thiếc các bạn, giống như là để đóng các cái đồ ăn, đồ hộp á. A tin of salmon, một hộp cá hồi salmon. Tiếp, một cái hộp gì đó, a box, một hộp, một thùng, đúng không ạ? Tiếp, giống như là sữa mà các bạn uống rồi được đóng trong cái hộp bìa cắt tông á, chúng ta gọi là gì ạ? Có biết không?
Ngày nào uống sữa Milo và đóng trong cái hộp bìa cắt tông đấy ạ. A carton, đề nghị học thuộc cái đơn vị bao hàm là cái định lượng này. A carton of. Một hộp bìa cứng nhá, bìa cắt tông á. Ví dụ như chuối á, hoặc trùng nho, một nải, một chùm, các bạn dùng từ gì ạ? A bunch. A bunch, exact. A bunch, à, một nải, một chùm. Tiếp, một nhúng, ví dụ như là một nhúng muối, một nhúng đường, một nhúng gạo, dùng từ gì ạ? A pinch, a pinch, à, một nhúng, nhúng cái gì đó. Đấy. Còn rất nhiều cái đơn vị khác ạ. Một cân là gì các bạn nhỉ? Một cân là gì ạ? Có biết một cân là gì không? A kilogram. A kilo, à, chính xác, một cân. A kilo of apples. Một cân táo đúng không ạ? A kilo of rice. Một cân gạo. Đây, các bạn thấy là những cái từ mà chúng ta vừa liệt kê ra đó, cho khá từ. À, còn một từ nữa mà trong sách, trong bài chúng ta có a head of, a head of, head thì thường head là cái đầu đúng không ạ, dùng cho những cái mà rau củ quả hoặc những cái đồ vật cái hình tròn. A head of cabbage, một cái cây cải bắp các bạn. A head of cabbage. A head of. Lấy ví dụ luôn này. A head of cabbage, một cây cải bắp. Cabbage. Okay. Vậy hai cây cải bắp các bạn sẽ nói thế nào các bạn? Hai cây cải bắp ạ. Thứ nhất cái danh từ cải bắp này là không đếm được này. Trong cái đơn vị bao hàm ở head of này, một cây rồi đây này. Một cái cây đúng không ạ? Bây giờ cũng muốn nói hai cây cải bắp các bạn sẽ nói thế nào ạ? Số 2 là mấy các bạn ơi? Trong tiếng Anh số 2 là gì ạ? Two. Two cái gì? Từ 2 trở lên gọi là nhiều nên danh từ bất động để số nhiều cho cô. Two has a cabbage. Để các bạn vận dụng nhanh cho cô. Tiếp. Một cân gạo là gì ạ? Ai có biết một cân gạo là gì? A kilo of rice. 5 cân gạo. Bây giờ cô cần 5 cân gạo ạ. 5 kilos of rice. À, chúng ta chú ý cái đơn vị bao hàm này. Đó. 5 kilos of rice. Chúng ta sẽ phải để số nhiều vì đây là những cái đơn vị, những cái số đếm này. Đong, cân đo đong đếm từ 2 trở lên gọi là nhiều đúng không các bạn? Đó, chúng ta chú ý là sau danh từ này sẽ để dạng số nhiều. 5 kilos of rice. Okay. Đó, cô để một số cái đơn vị chúng ta hay dùng, hay gặp. Các bạn ôn lại. Đó. Diệp, hello. Bạn Diệp ạ. Ok, cô muốn nói là một cốc nước, một cốc thủy tinh nước. Các bạn sẽ nói thế nào, Diệp? A glass of water. Yeah, a glass of water. Giờ cô muốn nói là ba cốc nước ạ. Three glass of water. Này có ổn không cả lớp? Three glass of water. Có được không ạ? Có ai có ý kiến khác không? Các bạn xem số 3 này nhiều hay ít? Nhiều. Nhiều.
Nhiều, vậy thì cái từ glass chúng ta sẽ phải để thứ nhiều đúng không ạ? Ông sao số xung quanh chất thêm e, es. Vậy có sao này? Three glasses. Three glasses of water. Và để những cái phép âm đuôi s và đuôi ed cô đã hướng dẫn chúng ta rồi, áp dụng vào trong cái quá trình mình học và mình nói như này này. Chứ không phải chỉ để làm bài không. Đúng không ạ? Chị em sao cái số xung quanh chất Z thì sẽ phải phát âm là is three glasses. Đúng chưa? Đó, theo đúng quy tắc làm. Đó, các bạn sẽ phải đưa vào cái giao tiếp hàng ngày, cái nói ra mình có thể phát âm chuẩn được, chứ không phải để lúc làm bài bắt đầu mình mới lôi kiến thức ra, đúng không ạ? Lúc bây giờ ra thì tức là học theo cái kiểu máy móc rồi, gọi là ngữ pháp rồi, dẫn đến là vận dụng kỹ năng nói sẽ khó. Đề nghị là được hướng dẫn được đọc thì cố gắng là áp dụng cho mọi trường hợp cần nhìn thấy bất kỳ khi nào thấy cái từ s d e d đúng không ạ? Phát âm ra three glasses of water. Đó, đồng ý. Đó, các bạn thấy là nước không đếm được, nhưng một cốc nước, hai cốc nước, ba cốc nước đúng không ạ? Nhiều cốc nước thì mình có thể đếm được. Đấy là lý do vì sao mà đối với những danh từ không đếm được các bạn sẽ phải sử dụng các cái định lượng từ như thế này, cái đơn vị đo hàm mà để chúng ta có thể cân đo đong đếm được. Ok, bây giờ cô cần một số bạn nghe và đọc lại cái từ trên màn hình luôn. Mike, hello. Hello teacher. Hello teacher. A glass of. A glass of. A glass of. A glass of. A cup of. A cup of. A bottle of. A bottle of. A bowl of. A bowl of. A loaf of. A loaf of. A slice of. A slice of. A pizza. A bisque. A pizza. A pizza. A packet of. A bar of. A bar of. A can a of. A can of. A tin of. A box of. A box of. A box of. Not box, okay, box. A box of. A box, a box, a box of, a carton of, a carton of, a bunch of, a bunch of, a pin, pins of, a kilo of, a kilo of, a head of, a head of, a head of, a head of. Thank you. Anya, can you read the words again? A glass of. A cup of, a bottle of, a bowl of, a loaf of, a slice of, a piece of, a packet of, a bar of, a can of, a tin of, a box of, a carton of, a bunch of, a pinch of, a kilo of, a head of. Thank you. Trường. A glass of, a cup of, a bottle of, a bowl of, a loaf of, a slice of. A slice. A slice. Slice. A slice of. Slice. Slice. Of a piece of, a packet of, a bar of, a can of, a tin of, a box of. Next, a carton of. Hello? Hi there. Marlin? A carton of, a punch of, a bunch, a punch of, bunch, my link, bunch. Hello, a bunch, bờ, mình phát âm cái âm, cái tiếng bờ, bờ âm bờ này rõ ra nhé, bờ, bờ, bunch, giống như là tiếng âm bờ của tiếng Việt mình ạ. Hello, my link, a bunch. A bunch.
A pinch of, a kilo of, a head of. A head of, thank you. Okay, đó, nhiệm vụ học thuộc thôi ạ. Bây giờ cô có từ là một ổ bánh mì, các bạn sẽ nói thế nào ạ? Một ổ bánh mì. A loaf of, yeah. A loaf of, a loaf of bread, đồng ý. Năm ổ bánh mì ạ. Five loaves of bread. À, nó nhìn thấy là kết thúc bằng S đúng không các bạn? Đó, vậy mình sẽ chuyển thành gì ạ? Chuyển S thành gì ạ? Có nhớ chuyển sang từ số ít sang từ số nhiều không? S thành VES đúng không ạ? Five loaves of bread. Ok. Đấy, vậy chúng ta hôm trước có nghiên cứu là gì ạ? An đúng không? Some, any, much, many đúng chưa ạ? Bây giờ cô sẽ có, các bạn sẽ nhiệm vụ sẽ điền cho cô xem dùng, các bạn sẽ dùng how much hay là how many, đồng ý chưa? À, có bao nhiêu đúng không ạ? How much, how many. Nghe như thế nào? Đấy. Next. Thank you. Number three. Number four. And number five. Hey. 1, 2, 3, 4, 5. How much or how many? Bản chất là cách sử dụng của từ much và từ many đúng không cả lớp? Okay, number one, everybody. How much or how many? Hello, class. How much or how many here? How many? Why? Được. How many carrots? Danh từ số nhiều đúng không ạ? Thank you. Số nhiều rồi đó. How many là danh từ số nhiều đúng không ạ? How many sẽ là danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Các bạn áp dụng đúng quy tắc như vậy, some cũng thế, a lot of cũng vậy. Chưa? Some, any, cách sử dụng tương tự. Number two. Salt is there. Hey, hello. What's your answer? How much or how many? Why? Can you explain why? Vì muối thì muối không đếm được là một, và các bạn nhớ to be này. To be là is, đúng không ạ? Thì không thể, nếu là how many thì danh từ phải số nhiều rồi. Is ở đây danh từ không đếm được. Number three. Hello, number three. How many? Ok, các bạn nhìn thấy nếu như mình để ý vào water thì mình sẽ chọn là how much đúng không? Nhưng các bạn chú ý là ngay sau cái từ để hỏi này là danh từ số nhiều. Cups, cốc nước đúng không ạ? Và are there, động từ trong câu are there chỉ có thể là how many. Đây, phần này bây giờ làm là dễ như ăn bánh đúng không? A piece of cake đúng không ạ? Number four. What's your answer? How many? How many? Cartons, số nhiều đúng không ạ? That, how many? Number five. Rice, danh từ không đếm được. That's right. How much? Much, danh từ không đếm được. Thấy chưa? Đó là toàn bộ cái nội dung liên quan đến các kiểu các loại danh từ. Nếu có hai loại danh từ ạ. Đếm được và không đếm, đếm được. Thì trong đếm được đương nhiên có hai loại, số ít và số nhiều. Thế thì cách chia danh từ số từ chuyển sang số ít sang từ số nhiều của những trường hợp nào? Thông thường thêm S cô đã nhắc đúng không ạ? Những danh từ số ít kết thúc là ông sao số xung quanh trên Z thì sẽ thêm E, ES. Ok, những danh từ số ít kết thúc bằng E dài, nếu trước E dài là phụ âm thì nhớ chuyển E dài thành E ngắn thêm ES đúng không ạ? Những trường hợp kết thúc là F này, đúng là loaf, ta vừa mới làm xong ạ. Đây ạ,
FFE đúng không ạ? Thì mình sẽ chuyển cụm đó đúng không ạ? Thành gì? Thành V và thêm E. ES. Đó. A loaf. Five loaves. Đó. Chúng mình có quy luật này. Và danh từ không đếm được đúng không ạ? Thì đối với danh từ không đếm được này chắc chắn là động từ sẽ chia theo ngôi ba số ít rồi. Ngôi he, she, it. Vậy để muốn đếm được thì mình sẽ phải kết hợp với các đại lượng bao hàm cái định lượng từ như thế này. Đơn vị bao hàm ạ. Thì cũng đã cho một số cái đơn vị ta hay gặp. Bạn cũng có học thuộc giúp cô. Giờ mình sẽ chuyển sang ôn lại, gọi là ôn lại nhé. Một phát ba loại có điều kiện luôn. Bởi vì là giai đoạn này trước khi học bài đúng không ạ, chuyển từ câu trực tiếp gián tiếp thì chúng ta đã học câu điều kiện này và cụ ước. Đó, thì bây giờ mình sẽ ôn lại kiến thức câu điều kiện thôi cho cô công thức lại. Conditional sentences. Câu điều kiện đó. Conditional sentences. Đó, câu điều kiện. Vậy thì khi nhắc đến câu điều kiện thì chúng ta nhớ là có mấy loại câu điều kiện. Bạn một chút. Tiền ạ, có mấy loại câu điều kiện? Có 3 loại câu điều kiện. À, chúng ta có 3 loại type. Có 3 loại đúng không ạ? Vậy thì 3 loại đó là gì em? If do, will do. If it would do. If have done, would have done. À, chính xác, loại 1, loại 2 và loại 3 đúng không ạ? Ok, loại 1, loại 2, có ghi công thức luôn ở trên này cho các bạn, loại 3. Chúng ta nghĩ là type, type 1, type 2 and type 3 đúng không ạ? Loại 1, 2, 3. Đó. Thì câu điều kiện loại 1, bạn ấy đã nhắc công thức cho cô là if do, will do, tức là mệnh đề if thì hiện tại đơn, nó là mệnh đề chính sẽ có từ will, tương lai đơn. Loại 2. Đơn lùi một thì if did would do, và loại ba chúng ta sẽ là if had done, quá khứ hoàn thành đúng không ạ, và would have done. Ok, vậy thì cách sử dụng của ba loại này, đố cả lớp biết trong ba loại này thì loại nào có thật và loại nào không có thật ạ? Câu điều kiện loại nào có thật ạ? Loại một có thật. À, loại một có thật tức là có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Ok, vậy thì loại 2 và loại 3 có thật không ạ? À, đây là câu giả định các bạn nhé. Không có thật tức là nó trái với thực tế, được chưa ạ? Chú ý là nó không có thật tức là nó trái với những cái gì xảy ra. Vậy thì nếu như câu gốc ở khẳng định thì cái câu mới viết lại cái if nó phải phủ định và ngược lại thì nó không có thật mà. Loại 2 và loại 3, được chưa ạ? Không có thật. Loại 2 không có thật ở đâu các bạn nhỉ? Không có thật ở hiện tại. À, không có thật ở hiện tại. Đồng ý. Loại 3 không có thật ở đâu ạ? Ở quá khứ. À, loại 3 chúng ý là không có thật ở quá khứ. Vậy làm thế nào để mình biết được là câu điều kiện loại 2 hoặc là câu điều kiện loại 3 là không có thật ở hiện tại hay là không có thật ở quá khứ? Dựa vào cái phần nào ạ? Có ai biết dựa vào đâu để mình biết đây là câu điều kiện loại 2 hoặc câu điều kiện loại 3 không ạ? Bây giờ cô có một câu, các bạn sẽ nhìn cho cô biết, các bạn sẽ xin là câu điều kiện loại 1, 2 hay là 3, được chưa ạ? Câu số 2 và cho là if chẳng hạn. Đó, vậy các bạn biết là nếu như mà câu 1 chúng ta viết lại thì câu điều kiện thì sẽ là câu điều kiện loại mấy ạ? Các bạn nhìn câu 1 cho cô. Nếu viết lại câu 1 này là câu điều kiện thì sẽ là câu điều kiện loại mấy ạ?
Có biết không? Hai. Loại hai vì sao em? Rồi. Câu hai nếu viết lại câu điều kiện sẽ là loại mấy ạ? Vì sao mình biết là câu 1 loại 2 và câu 2 phải viết lại với loại 3? Đó. Cái mục đích cô muốn hỏi là vì sao các bạn biết được đây là câu điều kiện không có thật ở hiện tại hay là câu điều kiện không có thật ở quá khứ á? Đúng không nhỉ? Và nhiều khi chúng ta không để ý nó sẽ bị nhầm các loại với nhau. Vậy làm thế nào các bạn biết được câu 1 là câu điều kiện không có thật ở hiện tại tức là loại 2 ạ? Và làm thế nào các bạn biết được câu điều kiện câu thứ 2 này là không có thật ở quá khứ? Dựa vào phần nào các bạn có biết không ạ? Động từ. Các bạn phải nhìn vào động từ trong câu. Các bạn thấy câu 1 của cô này. Đấy, don't till thì đây nó là gì? Đây là hiện tại, đúng không ạ? Và can't nó cũng là hiện tại. Thế ra đây là câu điều kiện loại 2, tức là không có thật ở hiện tại dựa vào động từ trong câu. Câu 3 ở câu thứ 2 thì sao? Mình thấy câu từ didn't till thì là quá khứ, đúng không ạ? Và couldn't cũng là quá khứ. Và đây chính là không có thật ở quá khứ, được nhìn vào động từ của câu gốc đấy các bạn. Và nhiều khi các bạn bảo là em chẳng hiểu sao cùng là một câu, thế sao cô lại biết được câu này ở loại 2, câu kia ở loại 3. Tất nhiên là nó phải có dấu hiệu cho các bạn nhận dạng, đúng không ạ? Nó sẽ phải nhìn vào động từ trong câu. Đó, các bạn nhìn thấy câu 1, chúng ta có từ don't till thì đây là thì hiện tại đơn, đúng không ạ? Đấy là lý do vì sao chúng ta gọi là đây là câu điều kiện không có thật ở hiện tại, vì động từ trong câu, câu gốc ở hiện tại, được chưa ạ? Okay, tương tự như vậy, câu 2 mình từ didn't till quá khứ, tức là nó đã xảy ra rồi. Đó, không có thật ở quá khứ sẽ phải dùng câu điều kiện loại 3. Đó, công thức đây này, if do will do, if did would do. Phần này cô chỉ đi lại thôi, cô không dạy cụ thể như là cái đợt đầu nó rồi. Đợt đầu năm nay, đúng không ạ? Đầu năm nay chúng ta đi phần này quá kỹ rồi. Loại 1, loại 2, loại 3. Ok. Vậy thì câu 1 này, nếu như cô muốn viết lại là câu điều kiện loại 2, các bạn sẽ làm thế nào? Nhìn công thức. If did would do, tức là mệnh đề if ở thì quá khứ đơn, đúng không ạ? Quá khứ đơn, và mệnh đề chính là có từ would. Would là động từ có thiếu, đúng không ạ? Chỗ có một động từ verb. Tương tự như vậy, loại 1 thì if do, mệnh đề này ở thì hiện tại đơn. Cô viết lại để các bạn nhìn. If had done, tức là mệnh đề này ở thì quá khứ hoàn thành. Ok. Và bây giờ câu điều kiện loại 2, các bạn nhìn công thức. If did would do, mệnh đề if ở quá khứ đơn, và mệnh đề would, mệnh đề chính có từ would cũng có vẻ. Đó. Câu 1 ai viết lại với câu điều kiện loại 2 giúp cô được không ạ? Bạn Mai Linh. Hello Mai Linh. Mai Linh, are you there? Bảo Phương. Tôi không, hiện tại là tôi không làm bài tập về nhà mà tôi không thể tham gia lớp học được. Đó. Vậy thì giả định không phải trái thực tế, đúng không ạ? Không có thật mà. Nếu tôi làm bài tập về nhà thì tôi có thể tham gia lớp học rồi, tham gia vào bài giảng rồi. Bảo Phương ạ. Bạn Bảo Phương có nghe thấy cô gọi không Bảo Phương nhỉ? Ok, lớp mình có nghe thấy cô đang nói gì không ạ? Có ạ. Có một mình bạn Tiền nghe thấy, còn những bạn khác không nghe thấy đúng không ạ? Nếu các bạn không nghe thấy thì để cô chỉnh lại mic, hoặc để cô có thể làm thế nào đó để mang bạn nghe thấy. Mà các bạn lưu ý là chúng ta không làm được thì chúng ta thưa cô em chưa nhớ, được chưa ạ? Không ngồi im như vậy. Bạn Mai Linh và bạn Bảo Phương được chưa ạ? Thế các bạn Bảo Phương bạn đang ở trong ngoài một chút. Ok. Mà Tiền làm cho cô câu thứ nhất đây. Tiền. If I didn't do my homework. Ai Tiền, câu này ở phủ định thì suy ra câu viết lại nó phải ở khẳng định chứ, trái thực tế mà. Câu này phủ định thì câu viết lại phải khẳng định, đúng không ạ? Nếu thực tế tôi không làm bài tập về nhà rồi, bây giờ tôi ước tôi vẫn không làm bài tập về nhà nữa thì cần gì phải giả định em? Em nhầm cơ. Tiền nhớ chưa? If I did my homework, I would. If I did my homework, I would attend the lesson.
Okay, if I did quá khứ đúng không ạ? If did này. My homework. Bình thường là I would đúng không ạ? I would the bear, would you? Nhưng nếu trong câu hỏi dùng động từ khuyết thiếu là can đúng không ạ? Can này, can thì mình sẽ dùng cái khuyết thiếu ở quá khứ của từ can này luôn đi em. I could đúng không nhỉ? Nó cách sử dụng giống nhau mà. I could attend the lesson. Đồng ý. Number two, câu điều kiện loại 3 mình công thức này. If had done, would have done. À, các bạn chú ý chỗ này. Done này chính là động từ ở cột 3 trong 360 động từ bất kỳ. Quy tắc participle của cột 3 đó. Chú ý chỗ này. Okay. Minh Anh, làm câu thứ hai này. If hello Minh Anh, if I did quá khứ hoàn thành em ơi, if had done, if I had do em. Had done, well, to my done my homework. Cô làm sao? Đây. I could attend him anything. Cái này vẫn đi đâu? Would have done cơ mà. Tương lai hoàn thành trong quá khứ mà. Hẹp. Động từ attend có quy tắc attended the lesson, chắc lại cho cô. Đấy, các bạn thấy là đây nhá, câu điều kiện loại 2 và loại 3 học rất nhiều lần, giờ vẫn nhớ, vẫn quên công thức, nhớ quên lúc nhớ lúc không đó. Cô đã nói nó trái với thực tế, tức là nó không xảy ra thì mình phải giả định nó xảy ra đây này đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok, trái thực tế này. Phủ định thì khi viết lại nó phải là khẳng định, định lại phải là khẳng định. Bây giờ các bạn vẫn viết để nguyên nó là phủ định, thế thì cần gì phải giả định các bạn ơi. Lưu ý câu điều kiện loại 1, loại 2 là câu điều kiện không có thật, được chưa? Tức là câu giả định thì nó phải trái với thực tế. Đó, lưu ý cái chỗ này cho cô, hai cái loại câu này. Nó là cái gì ạ? Nó là câu giả định cho cô. Tức là nó không có thật thì người ta gọi là giả định. Và đã gọi là giả định thì nó phải trái với thực tế. Vậy thực tế có thể ở hiện tại hoặc có thể ở quá khứ, được chưa ạ? Ở hiện tại là loại 2 và ở quá khứ là loại 3 này. Trái với thực tế. Tức là nó xảy ra thì phải giả định nó không xảy ra và ngược lại. Đó. Chú ý cái phần này, không đang không xảy ra rồi lại giả định không xảy ra tiếp thì cần thì giả định làm gì? Đấy là cái điều chúng ta hay bị mắc lỗi. Ok. Quay vào làm bài. Trong sách thì hiện tại là ở cái bài số 7 này các bạn có dừng lại ở kiến thức là gì ạ? Câu điều kiện loại 1 đúng không? Đây. Loại 1 này. Tập trung vào loại 1 thôi. Nhưng mà cô muốn chúng ta là sao ạ? Cả 3 loại luôn. Bởi vì mình đã đi quá quen thuộc cái phần này rồi. Thay hiện tại trong cái sách chúng ta chỉ có loại 1 thôi ạ. If do, will do. Tất cả if do will do. Và có đôi khi thì sẽ hai mệnh đề cùng ở hiện tại các bạn. Đó. Khi mà mệnh đề chính yêu cầu là câu mệnh lệnh á, yêu cầu ra lệnh cho ai đó làm gì, cả hai mệnh đề đó đều ở hiện tại. Hoặc là diễn tả một cái chân lý. Bạn thấy. Và đây đã ra nhiệm vụ làm rồi đúng không ạ? À. Hiện tại đang là trang số 159. Ok. Tất cả bài này có điều kiện loại 1 tất. Number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions, có 5, có 10 câu chúng ta tự cùng nhau làm. Đấy. If it's with rain tomorrow, we can on a picnic. Gợi ý tất loại 1, được chưa? My link number 1. If it's hello, Mai Linh.
Diệp, number one. And ago, if it doesn't fall with rain tomorrow, we can go on a picnic. Okay, if it doesn't pour, right? Pour. Nếu trời không đổ mưa, đúng không ạ? Câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề if ở thì hiện tại đơn là not là câu phủ định, đúng không ạ? Mượn trợ động từ doesn't pour. Tomorrow we can. Bình thường là will do, đúng không ạ? Bản thân cái từ can này thay thế được cho từ will. Giống nhau thôi. Cách sử dụng vì sao đều là động từ khuyết thiếu ở hiện tại. Can go. Number 2. If James to cook now dinner ready in 1 hour. Trường number 2. If James. Là start of would be. Lại mấy trường? Lại 1. Tất cả đây là 1 tất. Được chưa? Nếu như bạn chơi bắt đầu nấu ăn bây giờ thì buổi tối sẽ sẵn sàng trong 1 giờ đồng hồ nữa. Okay. Start will be. Đi đi hả? Hà Trường, thêm đi đúng không? Thêm S ạ. Start, chúng ta có start to with D cái gì? If Jane starts to cook now dinner? Will be. Chính xác, will be. Phần này... Loại 1 là cái loại chúng ta dùng từ 5-6 đúng không ạ? Number 3, if Jane... At the meeting on time, her manager may very angry. Number 3, Mạnh. Hello, Mạnh, number 3. If Jane. What's your answer? If Jane. If do, will do. Cứ điều kiện lại 1, Mạnh ơi. Nó ở phủ định thì mượn cái gì em? Chờ động từ là do hay là does? Bạn Mạnh ạ. À. Nếu bạn Mạnh chưa làm được thì bạn Ánh giải thích thêm cho cô. Câu này em làm thế nào? Doesn't make. Ok, chúng ta mượn chờ động từ đối với động từ thường đúng không ạ? Doesn't make. Manager may get. Okay, may get. Mạnh nhớ lại ôn lại thì hiện tại đơn giúp cô. Number 4, if they occupied this weekend, they can not come to my house for dinner. Number 4. Bảo Phương. 4. Hello Bảo Phương. She is out today. My lane number 4. If they My Linh. Hello. Will be. Mình để if do will do. Và mình để if ở hiện tại có will ở đây không hả My Linh? If they ở hiện tại đi với to be là gì My Linh? Bạn Mai Linh có đang ngồi trước màn hình không em? Minh Anh làm cho cô câu này. If they are occupied this weekend, they can. Em cho cô là if they are they can won't come thôi. Won't ở đâu? Dùng động từ là can thì lấy will ở đâu ra nữa em? Can cũng là động từ khuyết thiếu còn gì? Thế thì làm sao? Thế thì tự nhiên bưu quân ở đâu ra đây nữa? Cho sẵn động từ khuyết thiếu rồi. Đúng chưa ạ? Chú ý vào chứ. Có gì nhiều đâu. Ok, còn lại giao rồi làm nốt, làm lại được chưa ạ? Rồi, tôi phải quay vào đây, chú ý cái chỗ này một chút. Đây nha, mới đi vào. Thử xem vào lại 1, 2, 3 nó học thế nào. Bây giờ thì hiện tại đơn quên rồi các bạn. Nhớ hiện tại đơn là cái gì nữa. Nên làm sao mà biến đổi được câu. Cô chỉ lưu ý các bạn là hiện tại đơn thì các bạn nhớ là đối với động từ thường các bạn phải mượn trợ động từ là do và does thôi. Được chưa?
I you with anyone to do và he sẽ do it does. Có một lưu ý ở đây đó là thức có điều kiện loại 1. Thì sao ạ? Ngoài cái từ will á, bình thường công thức là if đúng không ạ? If do như thế này đúng không? Và will do thì bạn nhớ cho cô là cái do này là thì hiện tại đây các bạn bắt buộc phải chia động từ này. Còn cái do này nó là verb be này. Được chưa ạ? Và ngoài cái từ will này ra thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế các cái động từ khuyết thiếu ở hiện tại vào đây được ạ. Bởi vì sao? Bởi vì từ will này nó cũng thuộc nhóm động từ khuyết thiếu, nhớ chưa? Đó. Vậy suy ra là những cái động từ mà khuyết thiếu ở hiện tại có thể thay thế vào đây được cho từ will. Vậy em có thể thay ở đây là can đúng không ạ? Có thể thay ở đây là may, có thể là must, hoặc có thể là should. Should là dùng cho cả hiện tại và quá khứ giúp cô. Thế, đó. Thì chúng cùng một nhóm động từ khuyết thiếu mà. Nên là mình hoàn toàn thấy từ will ở đây bằng từ can, bằng từ may, từ must, từ should. Đôi khi cái từ might chỉ xong thường hợp dùng để dự đoán và mức độ xảy ra là dưới 50%, tức là cái khả năng xảy ra ít hơn so với khi dùng từ may, đúng không ạ? May hoặc might. Chú ý chỗ này. Ngoài từ will ra có thể thay thế bằng các động từ khuyết thiếu ở hiện tại khác. Một số từ vẫn ghi trên màn hình các bạn. Can, may, must, should. Từ if do will do mình có thể viết là gì ạ? If I have free time, I will do the gardening. Nếu có thời gian rảnh sẽ làm vườn đúng không ạ? Không thích dùng từ will ở đây, em có thể dùng ở đây là từ I may, có lẽ đúng không ạ? I can, có thể đó. I might, được. Cách sử dụng bởi vì sao ạ? Can, may, must, should cũng là động từ khuyết thiếu, nên là thay thế được cho nhau cho từ will ở hiện tại này. Đó. Một cái điều chú ý nữa, không biết các bạn còn nhớ hay không? Đó. Trong câu điều kiện loại 1 thì các bạn thấy bình thường là if do will do, tức là mệnh đề chính là sẽ ở will của verb be thế này. Nhưng đôi khi các bạn sẽ thấy là cả hai mệnh đề đều ở hiện tại. Vậy khi nào thì cả hai mệnh đề đều ở hiện tại? À, tôi sẽ có một số ví dụ. If she comes here, ask her to yêu cầu nhắc cô ấy gặp tôi đúng không ạ? Đó. Thì mình thấy là cả hai động từ đều ở hiện tại đây này. Đó. Nếu cảm thấy đói đúng không? You feel hungry, eat something, ăn cái gì đó đi đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn thấy là cả hai động từ hiện tại, và đôi khi một số sách thì họ gọi là câu điều kiện loại không, tức là cả hai mệnh đề đều hiện tại thế này đúng không ạ? Gồm tất cả câu điều kiện loại một, chú ý phân tách ra một chút thôi. Các bạn chú ý là mình thấy là cái mệnh đề chính này, đây là một loại câu gì các bạn có biết không ạ? Câu gì mà bắt đầu là một động từ bắt be thế này nhỉ? Ai biết không? Có ai biết câu bắt đầu là một câu là một động từ thường nguyên thể như thế này, chúng ta có biết đây là loại gần được câu gì không ạ? Đây là câu mệnh lệnh, được chưa? Các bạn nhìn thấy cái mệnh đề thứ hai của cô ấy này, ask her to see me to eat something, bắt đầu một động từ thường nguyên thể đấy ạ, verb be không thể không chứ, vậy đây là câu mệnh lệnh nhá. Đó, còn một trường hợp nữa, ví dụ,
It is Saturday. Okay, nếu hôm nay là thứ bảy thì ngày mai đúng không ạ? Tomorrow. Ngày mai là thứ mấy các bạn? Is Sunday. Các bạn thấy là cả hai mệnh đề của cô đều ở hiện tại thì sao ạ? Nếu hôm nay là thứ bảy thì ngày mai là chủ nhật, và đây nữa là cái sự thật hiển nhiên đúng không? Nó là chân lý rồi. Thì bắt buộc là cả hai mệnh đề sẽ ở hiện tại thôi, sẽ không có cái từ will dưới chỗ này giúp cô. Đó là trong câu điều kiện loại 1 thì sẽ có, đôi khi bạn sẽ thấy cả hai mệnh đề đều ở hiện tại, đều ở thì hiện tại đơn như thế này. Khi mà sao ạ? Khi mà mệnh đề chính này sẽ là một câu mệnh lệnh như thế này, hoặc mệnh đề chính ạ là một cái sự thật chân lý hiển nhiên, tức là luôn luôn đúng, không thể thay đổi được đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ để cả hai mệnh đề ở hiện tại đơn. Đấy, đó, đấy các bạn ba ví dụ trên màn hình các bạn nhìn ạ. Thì chú ý chỗ này. Đó là câu điều kiện loại 1 đúng không? Bình thường là mệnh đề chính là hiện tại đơn, mệnh đề if ở hiện tại đơn, if do, và mệnh đề chính là will do, tương lai đơn. Nhưng đôi khi mình sẽ thấy là trong câu điều kiện loại 1, cả hai mệnh đề này ở thì hiện tại đơn đúng không? Đều ở thì hiện tại. Đó. Khi nào ạ? Khi cái mệnh đề chính trong câu điều kiện á, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Có thể đây là một sự thật hiển nhiên rồi chưa ạ? Là một sự thật, một chân lý. Ok. Hoặc cái mệnh đề chính này nó sẽ là một câu mệnh lệnh, tức là một câu bắt đầu ở mức B đấy. Nó yêu cầu ra lệnh cho người nghe phải làm gì? Câu mệnh lệnh tức là cái loại câu mà bắt đầu là một prayer, sau là một cái tân ngữ như này. Đây là công thức của câu mệnh lệnh khẳng định. Thì câu ví dụ thứ nhất, if she comes here also to see me, đây là câu mệnh lệnh. If you feel hungry, eat something. Đây cũng là câu mệnh lệnh này. Còn câu ví dụ thứ ba cô vừa lấy là if it is Saturday today, tomorrow is Sunday, thì đây là một chân lý, một sự thật hiển nhiên luôn đúng rồi. Được chưa? Rồi, vậy khả năng cái phần câu điều kiện này vẫn cứ phải dành mất một buổi hôm sau để chúng ta chữa bài và đi tìm một số cái phần nữa, chứ không có thấy lơ mơ lắm. Đặc biệt là thì hiện tại đơn lại quên mất rồi. Khổ ghê. Quá khổ chứ không phải khổ nữa rồi các bạn. Nào nhắc gì nhắc lại hiện tại đơn nữa rồi quên.